Khi nào Hữu Thắng cần hy sinh Công Phượng? Phượng đang là người được chơi tự do nhất theo ý mình trong mọi sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng từ suốt đầu giai đoạn tập trung tới nay. Cựu trung vệ xứ Nghệ đã gạt bọn nghi ngờ và chất vấn để cho phép Công Phượng được chọn vị trí yêu thích, giúp anh có thể phát huy tối đa năng lực cá nhân. Gần như chắc chắn Công Phượng đã được đóng đinh cho vai trò tiền đạo ảo trên hàng công của U22 Việt Nam. Như Dinh.vn đã từng phân tích, bất chấp hạn chế về lối chơi khá rườm rà, ở cấp độ trẻ Công Phượng vẫn rất tác dụng. Điều này được chứng thực qua vòng loại U23 châu Á 2015, SEA Games 38 Singapore và mới nhất là tại vòng loại U23 châu Á 2018. Với phong độ hiện tại, Công Phượng hoàn toàn có thể yên tâm vào một vị trí chính thức trên hàng công. Sau trận đấu với đội các ngôi sao K-League Hàn Quốc, huấn luyện viên Hữu Thắng từng úp mở về bộ khung U22 Việt Nam tại SEA Games 39 với lời đảm bảo dành cho những cầu thủ chơi tốt nhất ở các trận đấu trong giai đoạn tập trung của U22 Việt Nam, Phượng thuộc số này. Tuy nhiên, lại có nhiều lý do để cho rằng Hữu Thắng cần linh hoạt trong chiến thuật và bố trí nhân sự của U22 Việt Nam nói chung và Công Phượng nói riêng. Một ví dụ có thể đưa ra là khi đối đầu với những đối thủ ngang tầm như Indonesia hay Thái Lan, U22 Việt Nam cần phải tăng cường sức mạnh cơ bắp cho tuyến giữa. Bộ đôi tiền vệ Tuấn Anh Xuân Trường khi đó khó đáp ứng được yêu cầu này. Trận đấu với Hàn Quốc tại vòng loại U23 châu Á 2018 đã chỉ ra một điểm yếu chết người của U22 Việt Nam là khả năng hỗ trợ phòng ngự kém của hàng tiền vệ. Xuân Trường và Tuấn Anh đều có xu hướng tấn công, cộng với việc huấn luyện viên Hữu Thắng bố trí Văn Toàn, Quang Hải đá chính. U22 Việt Nam trong hiệp 1 đã thua thiệt hoàn toàn so với đối phương. Như huấn luyện viên lão làng Lê Thụy Hải từng chỉ ra, ở những tình huống bị gây sức ép, hàng phòng ngự U22 Việt Nam hầu như không nhận được sự hỗ trợ của bộ đôi tiền vệ trung tâm. Tình thế chỉ thay đổi khi huấn luyện viên Hữu Thắng rút Tuấn Anh ra khỏi sân và sau đó đẩy Duy Mạnh, câu lạc bộ Hà Nội lên chơi vị trí đánh chặn sở trường. Theo một chuyên gia bóng đá, đề nghị không nêu tên, với sơ đồ 4-4-2, khi gặp các đối thủ mạnh, vị trí tiền đạo lùi cần đóng vai trò tích cực hơn trong việc hỗ trợ phòng ngự. Khi đó, sơ đồ chiến thuật thực tế đã chuyển thành 4-5-1. Tuy nhiên, Công Phượng không có thói quen tham gia phòng ngự, nên nếu thực sự thấy cần củng cố tuyến giữa để tăng khả năng tranh chấp, huấn luyện viên Hữu Thắng hoàn toàn có thể cân nhắc Công Phượng ở ngoài. Vị này đánh giá, ở góc độ rộng hơn với lịch thi đấu dày, trung bình 2 ngày một trận, và lại phải đá nhiều hơn các đội bảng A một trận, huấn luyện viên Hữu Thắng buộc phải có sự luân phiên cầu thủ để đảm bảo thể lực cho toàn đội trong cuộc đua đường dài. Điều này càng quan trọng trong bối cảnh thể lực vốn không phải là điểm mạnh của U22 Việt Nam. Xuân Trường, Tuấn Anh chẳng hạn, cả hai đều có kỹ thuật, tư duy chơi bóng đặc biệt thông minh. Nhưng để ổn định phong độ suốt giải, hai cậu ấy cần giữ được thể lực, đặc biệt là Tuấn Anh.